Ban vận động quỹ vì người nghèo phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa vừa trao 36 triệu đồng tiền vốn thoát nghèo cho 7 trường hợp khó khăn của địa phương. Đến tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa. Các hộ được nhận vốn lần này đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nằm trong diện nghèo, mức hỗ trợ từ 4 đến 7 triệu đồng một hộ. Chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp là đơn vị hỗ trợ trao vốn trong đợt này.